Thôi mới gặp lần đầu mà mình quay quay. Anh mới gặp lần đầu mà mình yêu luôn. Chị ơi, cho em đến tuổi thưởng ạ. Ừ, đâu đưa chị xem ạ. Đây, chị gửi em nhá. Em xin. Nhi, nhi. Ở kia có chuyện gì đông lắm ý. Tông xe em ạ, ngày đầu ấy là lên thành phố thăm con. Vừa nãy còn ý thức mà bây giờ đã nằm im rồi. Bao nhiêu người xuống vào nhưng mà có ai làm gì đâu. Chị ơi, sao mọi người không gọi cấp cứu ạ? Thì ai cũng sợ mà em. Bây giờ cái thằng tông xe nó chạy đi rồi, mình đưa vào bệnh viện, nhỡ xảy ra chuyện gì thì mình gánh hết à? Đúng rồi đấy chị ạ. Dạ thôi, em chào chị, của em đi đây ạ. Ừ. Đi. Thôi còn nhìn gì nữa, về thôi. Này, dừng lại làm gì đấy? Hay là bây giờ mình quay lại đấy xem như nào, rồi gọi cấp cứu. Chứ bỏ đi như này, tao cảm giác lớn tâm lắm. Mày đừng có quên câu cứu vật vật trả ơn, cứu người người báo oán đấy. Cẩn thận, còn rước họa vào thân ấy. Nhi, nhưng mà mình học y mà, làm sao thấy người gặp chuyện mà không cứu được? Tao biết, mình học y là để cứu người. Nhưng mà mày đừng quên tao với mày chỉ là bác sĩ thực tập thôi. Lỡ xảy ra chuyện gì thì đứt, mất hết. Nhưng mà... không nhưng nghị gì nữa. Ngồi lên, đi về đi, chết nắng ra. Thôi, không được đâu. Hay là bây giờ mày về trước nhá. Tao qua đấy xem như nào, chứ thấy người gặp nạn mà không giúp, tao khó chịu lắm. Này! Thế cái người bị tai nạn sao rồi? Tao đưa bác ý vào viện rồi, nhập viện làm các thủ tục gọi người nhà đến xong hết rồi. Nhưng mà bác sĩ cấp cứu bảo là tình trạng của bác ấy bây giờ tệ lắm. Nếu như mà lúc đấy tao kiên định đưa bác ý vào viện cấp cứu sớm hơn thì... Alo ạ? Bố em bị tai nạn ạ? À? Vâng vâng, em đến ngay ạ. Nhi, có chuyện gì đấy? Bố bị làm sao? Mày ơi, bố tao bị tai nạn rồi, tao phải đến trạm y tế phường ấy. Nhi, để tao đưa mày đi. Bố lên mà không gọi con ra đón, bố bị làm sao? Bố không sao, bố chỉ bị tụt huyết áp, ngất đi. May mà gặp người tốt, người ta đưa bố vào đây, có cái yên tâm. Bố cứ làm cho con gái bố lo lắng thoát tim ra mà chết thì bố mới vừa lòng phải không? Không sao mà. Cháu chào bác ạ. À, chào cháu. Mẹ ơi, bố ta không sao cả, chỉ tụt huyết áp thôi, không phải tai nạn. Bố, đây là Ngọc, bạn con. Bố cứ nằm nghỉ ngơi, con với Ngọc ra ngoài mua cháo bố nhá. Cháu xin phép ạ.